Chương trình tin tức hôm nay được bảo trợ bởi chúng tôi hân hạnh giới thiệu cùng quý vị công ty 405 Cabinets, chuyên về thiết kế và trang trí nhà bếp. Jin và Kim Thư Jewelry, nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 có in hình bản đồ Việt Nam 714-985-9999 và 714-657-7866. Thảo Yên Hoàng, Trọng Thủy trở lại với tất cả quý khán thính giả một lần nữa. Rất tiếc ngày hôm nay không có internet, đến giờ phút này vẫn chưa có, mà hy vọng ngày mai sẽ có, cho nên chúng tôi không thể đưa quý vị các hình ảnh dẫn chứng những bản tin mà chúng tôi đưa đến quý vị hàng ngày. Thôi thì nhìn chúng tôi cho đỡ buồn vậy. Tin cập nhật về Garden Grove. Không biết tuần lễ này mà ở Garden Grove xảy ra nhiều vụ giết người quá. Một người thanh niên trong tuần lễ bán cần sa bị ba tên mẽ ở Riverside đâu đó tới, phải không? Tấn công sau khi mua. Mà ba cái tên này thường xuyên mua của cái người đàn ông này rồi. Nhưng mà lần cuối cùng thì ngay ở cái khu vực Bosa Grande đó đã xảy ra vụ án mạng. Mới đây một người con trai 27 tuổi sống chung với mẹ, bà 60 mấy tuổi, tên tuổi hiện nay đang giấu kín, cảnh sát cho biết đứa con trai đã đâm chết bà trong nhà. Rồi tin tức mới nhất cũng từ một người đàn ông ở Garden Grove đã tấn công. Tin tức mới nhất vào sáng ngày hôm nay kẻ thiệt mạng cho 4 người thưa quý vị. Tiếp tục với bản tin ngày hôm nay. Quý vị nào đi về Việt Nam và nếu có bay Cathay Pacific thì hôm nay Cathay Pacific tuyên bố chính thức là quý vị sẽ bị theo dõi trong lúc ngồi trên máy bay. Không những theo dõi, và cái tin tức này từ Cathay Pacific, không biết có đến từ Singapore, Japan Airlines, hoặc là Korean Air, China Airlines vân vân, hoặc là EVA, nhưng mà có khả năng là các hãng máy bay khác cũng theo dõi, bởi vì một trong những mục tiêu để theo dõi vấn đề an toàn cho Pacific, Cathay Pacific, họ chính thức tuyên bố quý vị khi mà vào ngồi rồi đó là máy quay CCTV, tức là máy quay an ninh theo dõi liên tục từ lúc quý vị ngồi xuống cho đến khi máy bay đáp xuống phi trường luôn. Để bảo đảm họ có thể giám sát được, mà không phải là chỉ có người phi công giám sát, mà ở dưới đất trạm không lưu kiểm soát quý vị được, để xem cái hành vi của mỗi người, cái khuôn mặt của mỗi người nó như thế nào. Chưa hết, bản tin còn ghi nhận đó là khi quý vị là người Mỹ hoặc là bất cứ những người du khách nào đó, quý vị đi vào phi trường lúc mấy giờ, quý vị mua sắm cái gì, mua cái món hàng như thế nào, di chuyển ra sao, họ theo dõi sát hết. Cathay Pacific ngày hôm nay tuyên bố tất cả những cái hành động đó nhằm mục tiêu để cung cấp và cải thiện hơn các dịch vụ của công ty. Thế nhưng chúng tôi nghĩ rằng là không, bởi vì Cathay Pacific có trụ sở chính là ở Hồng Kông, cho nên hoàn toàn là do đặt dưới cái sự kiểm soát của nhà cầm quyền Trung Cộng ở Bắc Kinh, muốn giám sát và theo dõi đường đi nước bước và các hoạt động mua bán của quý vị trong lúc quý vị đến Hồng Kông hoặc là vào Trung Quốc hoặc là đến các trạm mà trung chuyển khác trước khi vào Việt Nam thông qua đường của Cathay Pacific. Dạ vâng, thưa quý vị, tiếp tục với những bản tin địa phương thì vào hôm thứ Tư, Sở Cảnh sát ở tại San Diego thông báo cho biết là một người cảnh sát viên của Sở Cảnh sát San Diego đã tự tử tại nhà trước khi mà cái phiên tòa luận tội ông diễn ra. Đó là ông đã có hành vi mua bán dâm đối với trẻ vị thành niên dưới 15 tuổi. Thì Sở Cảnh sát cho biết là ông Joseph Ruvido, 49 tuổi, thưa quý vị, ông này ông đã làm việc cho SDPD, là Sở Cảnh sát San Diego đó, được 21 năm rồi. Tuy nhiên, vào hồi tháng 7 đó, chính xác là vào ngày 21 tây tháng 7, Sở Cảnh sát San Diego họ nhận được tin là có một cái đường dây chuyên cung cấp trẻ vị thành niên dưới 15 tuổi cho những tên đàn ông thực hiện cái sự quan hệ tình dục rồi trả tiền cho cái đường dây này. Họ nhận được tình báo và họ đã mở một cái cuộc điều tra. Nhưng mà họ không ngờ là đến ngày 26 tây thì họ có được bằng chứng và họ bắt được một trong những người cảnh sát của chính Sở Cảnh sát ở đây là ông Ruvido. Thì
bằng chứng cho thấy là vào ngày 6 tây tháng 7, ông Rovido đã trả tiền cho cái đường dây này để quan hệ tình dục với một cô bé mới có 14 tuổi mà thôi. Thì ông này, ông đã đóng 100.000 tiền tại ngoại hầu tra, và đáng lý ra là hôm thứ hai đầu tuần ông phải xuất hiện ở cái buổi điều trần đầu tiên ở tại tòa, nhưng mà ông không có xuất hiện. Thì chính vì vậy cảnh sát đã ngay lập tức đi đến căn apartment của ông ở San Diego để mà bắt ông. Thì họ phá cửa đi vào và họ phát hiện là ông nằm chết ở trong nhà với một vết thương do đạn bắn vào đầu. Cảnh sát tin rằng ông do sợ tội nên đã tự tử, thưa quý vị. Tin cập nhật về kinh tế ngày hôm nay, tin rất vui về công ăn việc làm. Số người xin trợ cấp thất nghiệp trong tuần qua đã giảm xuống, mặc dù tỷ lệ thất nghiệp vẫn ở mức 3,7%. Tin tức này cho thấy nền kinh tế của Hoa Kỳ mặc dù có chiều hướng giảm thiểu một chút xíu, nhưng mà công ăn việc làm vẫn tốt đẹp và vì thế đã đẩy Dow Jones lên trên 200 điểm, các thị trường khác đều tăng cả. Thế nhưng nếu quý vị đi sang châu Âu trong khoảng thời gian này, quý vị sẽ thấy, và cũng như du lịch ở nhiều nước trên thế giới, đặc biệt là nếu đến Ai Cập đó Thảo, họ chỉ sử dụng đô la và đồng euro mà thôi, họ không lấy đồng tiền nào khác trên. Dễ dàng, nếu mà cầm đô la ra xài là họ sẵn sàng lấy, cầm tờ euro ra là họ đổi liền. Cầm tiền bảng Anh lớn hơn đồng Mỹ rất nhiều và đồng châu Âu nữa, nhưng mà họ không nhận bảng Anh. Họ chỉ nhận euro và đồng đô la thôi. Và hai đồng tiền này mạnh nhất trên thế giới hiện nay. Và thậm chí bởi vì cái vật giá của California, New York và Hoa Kỳ tăng lên rất cao. Quý vị sang châu Âu vào thời điểm này, quý vị sẽ thấy hầu như quý vị sử dụng giống như mình đi Cali đó. Vào ăn uống nó cũng đắt đỏ như là ở Cali vậy. Mặc dù nhiều người nói rằng là đến khu Việt Nam thấy hàng nó rẻ hơn, nhưng mà quý vị thấy vật giá nó cũng leo thang rồi. Bây giờ sang châu Âu cũng thế. Nhưng mà chính vì cái điểm đồng đô la nó quá mạnh như vậy đó, đã khiến ngày hôm nay Tổng thống Trump chính thức lên tiếng. Ông than phiền, ông nói rằng đồng đô la mạnh là một cái điều thực sự mà nói không tốt, bởi vì hàng xuất cảng của Mỹ rất khó bán sang các nơi khác. Thảo Yên thấy không? Cho nên một mặt đó thì ông nói rằng tại sao Trung Quốc gây ảnh hưởng đến đồng nhân dân tệ của Trung Quốc được, mà tại sao chúng ta không làm gì đối với đồng đô la, tại sao chúng ta không giảm trị giá cái đồng đô la. Nhưng mà không có đơn giản như thế, Hoa Kỳ không thể chơi cái trò đó được, thưa quý vị, như là Trung Quốc hoặc là các quốc gia khác. Hoa Kỳ không có cái tình trạng mà đổi tiền, bởi vì đồng đô la được xem là nền tảng chung trên thế giới này, quỹ tiền tệ quốc tế, ngân hàng thế giới, thưa quý vị. Cho nên Tổng thống Trump thì có vẻ sáng nay ông than phiền, ông nói phải chi mà quỹ dự trữ liên bang, ngân hàng trung ương có hành động để có thể làm giảm trị giá đồng đô la. Thế thì làm thế nào để giảm trị giá đồng đô la được? Tất cả là đều do nền kinh tế chung của Hoa Kỳ. Nền kinh tế của một quốc gia yếu kém thì tiền tệ của quốc gia đó yếu theo, chứ không thể nào mà tự động biến đổi để mà giúp cho cái đồng đô la giảm được. Ý Tổng thống Trump muốn là phải chi mà đồng đô la mình giảm đó, mình sẽ bán được hàng nhiều hơn. Thực sự là như thế. Bởi vì ngay bây giờ một món hàng Mỹ made in USA 100 đồng, mà đồng đô la mạnh 100 đồng như vậy, so với một cái món hàng nội địa của bất cứ quốc gia nào trên thế giới ngoại trừ châu Âu và Anh Quốc, thì vào đó chúng ta sẽ thấy rằng cái giá hàng so sánh với hàng nội địa cao hơn nhiều. Nhưng mà so với hàng Nhật, so với hàng Trung Quốc thì vẫn cao hơn. Chính vì thế mà Tổng thống Trump lo ngại các người dân của các quốc gia này chỉ mua hàng nội địa, mua hàng Nhật, mua hàng Trung Quốc và thậm chí mua hàng châu Âu mà không mua hàng Mỹ. Ông muốn đồng đô la giảm để hàng Mỹ rẻ hơn. Thế nhưng đó không có đơn giản có thể làm được một sớm một chiều, mà tùy theo cái tình hình kinh tế. Nền kinh tế Mỹ vẫn quá tốt như quý vị ta thấy đó. Công ăn việc làm vẫn còn rất mạnh, thưa quý vị. Chúng tôi phải chia tay với quý vị vào lúc này và hẹn vào ngày mai, với hy vọng là Internet sẽ được sửa chữa một cách hoàn thiện hơn. Hình ảnh sẽ được cung cấp cho quý vị vào ngày mai. Ngay bây giờ thì giữ nguyên làn sóng này để tiếp tục theo dõi các chương trình thường lệ của đài quý vị nhé. Kính chúc quý vị một ngày làm việc thật nhiều sức khỏe. Hẹn gặp lại vào chương trình ngày mai.